Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đến đền Thánh Martin. Hôm nay mình đến đây thì mình đã lại thăm bà Hai nha cả nhà. Thì lâu rồi, video trước thì mình đã quay video của bà Hai. Hôm nay mình quay lại đây mình thăm bà Hai nha. Rồi trước mắt mọi người là bà Hai nè. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần bà Hai nha. Con chào bà trưởng Korea Tắc Sậy. Ơi, ở đâu mà biết mình vậy? Trời, con hồi trước con có phỏng vấn bà một lần rồi, bà quên con rồi. Nhớ chết liền. Nhớ chết liền luôn. Nhớ chết liền. À đúng không? Bà là trưởng Korea Tắc Sậy đúng không? Năm xưa là em. Không, năm xưa mà giờ cũng vậy bà ơi. Bà đang làm gì á? Đang uống thuốc hả bà? Uống cà phê. À uống cà phê, trời. Bà còn yêu đời quá, uống cà phê luôn. Ngày có ba cỡ à. Dạ. Bác sĩ Linh Mục kêu bỏ cà phê chiêu bà Miên. Tôi nói con bỏ cha chứ con không bỏ cà phê được. Trời ơi mấy ông cha vỗ tay cười quá trời đó. Dạ. Sự thật. Không, cái này là mình nói sự thật. Chứ mình nói dối ổng, mình nói con bỏ rồi ổng làm gì mình. Phải không? Nhưng mà nói sự thật. Bà Miên uống rồi 7 tháng tuổi. Tin không? Vậy là thà bỏ cà phê, thà bỏ cha không bỏ cà phê đúng không? Không. Tôi hỏi con ghiền rồi, lỡ ghiền rồi. Đi làm lòng thêm thương xót mà không có cà phê thì hai cái tay nó rớt xuống à, dằn lên nó rớt xuống, dằn lên rớt. Thì bà đang băng bỏ đá vô hay gì vậy? Đang bỏ đá vô cà phê. Đá vô cà phê. Dạ. Không, thôi bà cứ làm đi. Ừ, thì cứ làm rồi. Dạ. Con hỏi bà số chuyện thôi. Dạ. Dạ. À, hồi trước hôm bữa là con có phỏng vấn bà là về cha Trương Bửu Diệp á. Nhưng mà bà nói ít quá nên là con không có được biết thông tin nhiều. Bà không có đem đây, phải bà có đem cái tiểu sử của cha Diệp. Ngài bị giết, ngài bị nhốt vào trong cái lãnh lúa thầy giám sự, nó dài như cái nhà đó kìa, cũng như cái nhà sách vậy đó. Dạ. Nó dài hơn nữa nhưng mà bằng lá. Dạ. Rồi xóm trên thì lùa vô lãnh, xóm dưới một tớp lính lùa vô lãnh, trong đó có bố bà và có bà. Là có bà luôn hả? Có bà. Dạ. Mà cho bé nhỏ như con bé này vậy nè, tao chui cái lỗ chó tao ra, tao đi theo dõi coi bố mình gọi là cha mình gọi ông nội. Dạ. Coi người ta quánh ông nội làm sao. Thầy vô bà Hai làm đi chăng như vậy. Bà Hai tán bên này ở dưới nè, đóng lên. Là người ta tán cha hả bà? Thì tụi đó đó. Dạ. Chứ tụi gì ai biết tụi gì. Xong cái mình vô mình ra ni như vậy á, mà thay vì ra ni nhưng mà mình còn bé mình đâu có, mình sáng bên bố mình ăn cái dưới này mình đóng lên. Dạ. Tôi nói ở trong đó cười rần lên, bảo con bé này quậy quá, quậy hồi từ hồi 6-7 tuổi. Quậy hồi nhỏ luôn. Dạ. Là hồi đó là bà chứng kiến cha Trương Bửu Diệp chết luôn hả bà? Dạ, chứng luôn. Thầy nó bắt quỳ ở trên cái ao của thầy giáo sự. Thầy là ở đằng sau nó chặt nè, nó chặt ngay cái cổ rồi nó đạp ngay cái lưng quần, nó đạp ổng ngay lưng quần nè. Dạ. Thì là ổng lọt xuống ao. Thì tôi vô tôi nói với bố tôi, thầy 12 giờ khuya đó chờ cho thanh vắng á mới vớt cha Diệp lên. Thì là ba tôi với ông Biện Sáng là ba cha Tỏ ở Bạc Liêu đó. Dạ. Ngọc Tỏ đó, ba của ông Ngọc Tỏ, ông Biện Sáng, cha tôi là ông Biện Khánh, rồi một ông Biện nữa tôi không nhớ tên. Ba ông vớt cha ở bên giếng này, mới để cha dưới cái xuồng ba lá trèo qua bên kia nhà thờ Phúc Xéo. Là nhà thờ hồi trước hả bà? Hồi xưa. Dạ. Để ở trong cái xuồng nó trèo qua tại vì bên đây thì sợ tụi nó theo dõi, nó quậy gì không, dạ. Thành ra 12 giờ khuya mà tàu gạch tàu á, sẵn gạch tàu rồi để chôn cha ở dưới, chôn cha ở dưới nhà, ở trong phòng thánh nhà thờ Phúc Xéo là ở bên kia sông. Dạ. Là mấy người mà hồi trước là đem cha đi chôn là giờ còn hay mất hết rồi bà. Chết hết rồi bà, 92 rồi sao mấy ông còn. Dạ, vậy là còn muốn bà là nhân chứng sống thôi hả? À, kỳ để tôi đức cha nào kêu tôi về Cần Thơ làm nhân chứng sống. Cần Thơ. Dạ, đức ông đồ ở bên Roma qua đó. Dạ. Kêu Charles làm nhân chứng sống. Thì tôi cũng kể giống tôi kể cho em nghe nãy giờ vậy. Dạ. Rồi bắt tôi ký tên rồi này kia, ký mấy chỗ vậy. Đúng rồi. Thì sự kiện mà cha chưa mỗi dịp chắc còn mình bà là còn lại kể cho tụi con nghe thôi. Giờ đâu còn ai để kể lại đâu. Còn đôi ba bà ở dưới cha Diệp á. Ở dưới đó hả mà? Dạ. Mà chắc không kiếm được đâu chắc. Dạ, bây giờ mấy bà lẫn lẫn hết. Dạ, rồi. Giờ chắc khó kiếm lắm. Dạ. Một bà thì nằm một chỗ, còn một bà thì là cũng lẫn lẫn dữ lắm. Vậy là còn muốn mình bà là khỏe nhất là bà còn đi lại được. Tôi mới đi về cho Diệp lên, ông nội tao nhảy à. Cách đây 2 tuần của bà. Không biết mấy tuần nữa, quên rồi. Có xe 4 chỗ cháu nội ở dưới Bạc Liêu nó lên đây nó rước về dỗ bố nó. Dạ. Tức là cái thằng 70. Con trai chết, dâu chết, tao chưa chết. Con trai chết, dâu chết, bà còn sống. Vậy là Chúa còn thương bà, chưa kêu bà về. À, cha bề trên nói Chúa quên gọi rồi. Chúa quên bà luôn rồi. À, Chúa quên. Thì đợt trước thì tụi con cũng phỏng vấn bà rồi nhưng mà bà nói ít về cha quá. Dạ. Nên hôm nay là con muốn ở đây thì muốn bà nói thêm về cha thêm một chút xíu nữa. Thì thôi cũng chúc bà được nhiều mạnh khỏe nha. Dạ, cảm ơn chú. Con ơi, người ta quét bụi nó bay lên đầu. Có người ta thổi quên người ta quét. Trời ơi, lúc này nói cũng lẫn rồi đó. Ừ. Thì con cũng cảm ơn bà vì câu chuyện của cha Trương Bửu Diệp nha. Dạ. Thì con chúc bà luôn được mạnh khỏe, sống lâu hơn 100 tuổi luôn bà ơi. Chú ơi, em có bò làm sao? Không đâu, Chúa quên bà rồi chắc bà còn sống lâu lắm. Dạ. Rồi con xin chào bà nha. Con ơi. Dạ. Thì con xin chào bà nha. Rồi chúc bà lần sau con sẽ tới thăm bà tiếp. Dạ. Con ở cái đâu lần? Con ở Biên Hòa bà. Biên Hòa ngày xưa bà ở lò kẹo, ở ngoài lò kẹo bà ở chỗ cái hủng á. Dạ. Cái nhà đó là hình như có 3 căn. Có 3 căn mà ông xã của mình á mua 1 căn. Ừ. Hồi đó ông xã Trung Quý Thị Quân Lục Chiến chữ gần 2 trâu đi. Dạ. Bà sinh 15 người con đúng không? Con sanh 14 lần 15 đứa. 15 người con. Dạ. Giờ còn mấy người bà? Nhớ chết liền. Giờ không còn nhớ. Hết nhớ. Giờ có thăm mấy người con còn những con. Có lên đây cháu nội đâu có lên mua bằng ân nhân cho bà. Dạ. Nó bảo là con mua cho nội bằng ân nhân để các cha các thầy cầu nguyện cho nội. Chứ chưa biết nội chết giờ nào tụi con không hay không biết. Dạ. Nó bảo vậy. Dạ. Rồi xin chúc bà luôn được mạnh khỏe sống 100 tuổi nha bà. Dạ. Rồi con chào bà. Chào con. Dạ.